Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi như sau. Chồng con theo nguyên thủy 68 tuổi, con và con trai của con theo phát triển. Vậy cho con hỏi, nếu như mà tu theo nguyên thủy như thầy nói có kết quả, tại sao chồng con tu lận đận bị khảo đảo nhiều, còn con và con trai con không bị mà còn tinh tấn hơn nữa? Cảm ơn thầy. Con trai con năm nay 27 tuổi và con năm nay 62 tuổi. Thứ nhất á, là mình phải xem coi là cái cách tu của mình á, nó có đúng hay là không. Cái đó nó quan trọng hơn là quý vị tu theo cái gì. Mình mang, đôi khi á, sư nói nó kỳ, mình mang danh là mình tu theo nguyên thủy mà mình tà kiến một cây. Mình chấp thủ, mình tà kiến, hay là mình mang danh là mình tu theo phát triển mà mình có thể là thế này thế kia. Cho nên á, cái danh là nguyên thủy hay phát triển á, nó không quan trọng bằng việc mình tu cái gì, nó có đúng chánh pháp hay là không. Sư nói bao nhiêu lần rồi. Bởi vì á, quý vị biết là ra ngoài đường á, mình mua trái cây mà cái bà bán trái cây nó nói đây là trái cây nhập từ Mỹ, thì mình cũng phải coi, mình cẩn thận à. Chưa chắc nó nhập từ Mỹ, có khi nhập Trung Quốc cũng mà nó đội lốt Mỹ. Ở đời còn như thế thì ở đạo thì huống chi ha. Cho nên á, là sư cũng không biết là quý vị tu tập như thế nào, phương pháp thực hành của quý vị ra làm sao. Nhưng mà như thế này nè, trả lời dùm sư các câu hỏi như sau. Sư không cần biết quý vị tu theo nguyên thủy hay phát triển, cái đó không quan trọng. Nhưng trả lời dùm sư các câu hỏi sau. Thứ nhất, quý vị có giữ giới trong sạch hay là không? Cái thứ hai, quý vị có sống bằng tấm lòng hào sảng hay là không? Biết cho ra, biết thương người, biết chia sẻ hay là không? Thứ ba, mình có sống trong tâm từ hay là không, tức là thường nghĩ về chúng sanh muôn loại, thường mong mỏi cho mọi loài được an vui, có hay là không? Nếu cần thiết ghi giấy ra, gạch các gạch đầu dòng đó, là coi mình trả lời là mình có những cái này hay là không. Rồi cái thứ tư là xem coi mình có những đức tánh bất thiện như là ganh tị, bỏng sẻn, nóng giận, dễ nóng giận, rồi tham đắm trong các dục, có hay là không? Nếu có thì phải bỏ đi. Rồi cái thứ năm, xem coi là bản thân mình á, có niềm tin đối với Tam Bảo hay là không, tức là niềm tin đối với Đức Thế Tôn hay là không, hay là mình tin ở một đối tượng nào khác. Cái thứ sáu là coi là mình có sự tin vào nghiệp và quả của nghiệp hay là không. Hay là mình tin vào chuyện bói toán, mình tin vào đồng bóng thầy bà. Rồi cái thứ bảy là mình xem xét là mình có tin nơi Tam Bảo, tức là Đức Thế Tôn, là Đức Phật, Thích Ca của mình đấy, và chư hiền thánh tăng. Mình có phạm vô cái tội là phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng hay là không? Cái phỉ báng tăng ở đây đó, ví dụ như mình nói là một vị A La Hán là còn có phiền não chẳng hạn như vậy, thì đó là một vụ phỉ báng tăng. Mình có hay là không? Rồi cái điều thứ 8 là mình xem coi mình có khả năng có lòng lành với các vị tu sĩ, tức là mình sẵn sàng mời ngồi, sẵn sàng đưa nước uống, sẵn sàng hỏi han ân cần khi thấy các vị đó hay là không. Mình có sự hoan hỷ khi thấy những người tu tập hay là không. Thì nó có rất nhiều những cái tiêu chí, có rất nhiều những tiêu chí để xem coi là mình có tu đúng hay là không. Chứ còn bây giờ quý vị nói cái kiểu bên nguyên thủy bên phát triển, sư cũng ấn lạnh lắm, tại không biết cái nguyên thủy của quý vị là nguyên thủy cái gì, mà phát triển của quý vị là phát triển cái gì, sư không biết. Rồi đó là cái phần đầu tiên.
Đầu tiên là mình xét hết mấy cái gạch đầu dòng mà sư vừa nói. Cái phần tiếp theo, nhớ dùm sư, sư lấy một cái ví dụ á, là bây giờ một cái tay buôn trùm ma túy, nó đi tới một cái xóm nghèo, nó thấy hai đứa con nít cũng nghèo khổ. Bây giờ nó tới nó dụ, bây giờ á, mày giao mấy cái gói bột mì đó, mày giao cho thằng này thằng kia. Bây giờ tao chỉ mày giao thằng nào mày giao thằng đó, mỗi lần mày giao tao cho tiền. Thì một đứa nó ngần ngại, nó nói cái này hình như là không được, hình như là bất thiện, không được đâu, thôi không nhận đâu, nghèo kệ, chịu nghèo thôi chứ không có nhận, không có làm. Còn đứa kia nói mày ngu, tao đi làm có chút xíu có tiền. Thì cái đứa đầu tiên nó không nhận, cho nên là nó sống nó cứ tiếp tục có nghèo thôi. Còn cái đứa thứ hai thì nó đi giao làm cái nghề là nó đi giao bột mì, cho nên là nó rất là mau giàu. Thì theo quý vị á, cái hạnh phúc của cái đứa thứ hai á, nó có đáng để mà mình ngưỡng mộ không? Có đáng để mình học theo không? Còn cái mà cái khổ của đứa thứ nhất á, có đáng để mình chỉ trích không? Cho nên á, ở trong cái ví dụ sư vừa nói, cái khổ và cái hạnh phúc á, hai cái đó mình còn xét trên cái bình diện nào nữa? Và nó chỉ là cái trước mắt. Đức Thế Tôn nói như thế này nè: nếu như một người giữ giới, ví dụ như giới không sát sanh, mà vì cái giới không sát sanh đó họ sống đau khổ, họ bị những điều bất hạnh, nhưng mà nhờ có chánh kiến họ vẫn tiếp tục họ giữ giới không sát sanh, thì dù hiện tại họ đau khổ, nhưng nhờ cái quả đó đời sau kiếp khác họ hưởng quả phước đó và họ sẽ sanh về cõi hạnh phúc hơn. Còn một người khi họ phạm giới sát sanh, mà nhờ việc họ phạm giới sát sanh đó họ sống an lạc, họ sống hạnh phúc, thì sự an lạc hạnh phúc đó chỉ mang tính chất tạm thời, ngay thời điểm đó là như vậy. Nhưng sau khi họ thân hoại mạng chung vì tà kiến, mà họ do cái quả đó nó sẽ đưa cái người đó đi về các cảnh khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên á, cái hạnh phúc và đau khổ mình không thể so ở cái trước mắt được. Và cái thứ hai là như sư ví dụ á, ngày hôm nay mình trồng một cái hạt giống cam ngọt, giống cam nào đó, cam ngọt, ví dụ cam sành đi, sư ví dụ như vậy. Cái giống cam rất là ngọt, ăn là coi như ngọt như đường phèn, ăn rất là ngọt, rất là ngon. Mình hôm nay mình gieo cái hạt giống đó xuống, nhưng tới trưa mình vẫn phải ăn một cái quả cam chua lè chua lét. Tại sao vậy? Tại cái quả cam chua lè chua lét là do mình đã gieo từ trước rồi, thì ngày hôm nay mình phải hưởng. Còn cái hạt giống mà trái cam ngọt á, nó phải nhiều tháng sau hoặc nhiều năm sau mình mới ăn được. Cho nên người ta không thể nào nói là: ủa tại sao anh gieo hạt giống cam ngọt mà anh ăn cái quả cam chua? Cái người hỏi như thế là người không hiểu về sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp. Còn cái thứ hai á, là cũng tương tự như vậy. Một người ngày hôm nay họ gieo một cái quả hạt giống cam chua lè, hạt giống cam sống với chua lè, nhưng mà trưa ngày hôm nay họ ăn một cái quả cam thiệt là ngọt. Tại sao vậy? Tại vì cái họ đã gieo cái hạt giống cam ngọt từ lâu từ trước rồi, thì cho tới bây giờ họ ăn thôi. Còn cái hạt giống mà cam chua đó, vài tháng sau, vài năm sau tới họ nói chỗ thì họ sẽ ăn cái quả cam chua đó. Cho nên nhớ dùm sư như thế này. Sư rất là thích một cái câu mà của Tế Điên Hòa Thượng ở trong một bộ phim hồi nhỏ sư coi đó. Sư cứ nhớ hoài, nhớ tới bây giờ: thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc báo. Thành ra là cái vụ mà quý vị nói sao mình tu lận đận, sao mình tu mà nó sung sướng hạnh phúc, thì xét những cái tiêu chí đó giùm sư ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.